Annyeonghaseyo, xin chào các bạn. Mình là Rương Công Nghệ đến từ Vật Vờ Studio và mình vừa trải qua một chuỗi ngày rất dài, khoảng đâu đó gần một tuần với rất là nhiều những cái địa danh khác Hàn Quốc đấy. Mình vừa đi dự sự kiện Galaxy Unpacked 2023 về các bạn ạ. Vậy nên là mình có rất là nhiều những trải nghiệm liên quan đến Galaxy Z Flip 5 muốn chia sẻ cho mọi người. Nên mình flex thế thôi chứ nó không liên quan gì đến nội dung ngày hôm nay cả. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn đến 5 lý do mà Samsung Galaxy Z Flip 5 đang làm tốt hơn so với những hãng điện thoại đến từ Trung Quốc và đặc biệt là ở thị trường Việt Nam. Và nếu như anh em nào đang cân nhắc là có nên mua Z Flip 5 hay không ý, thì mình nói thật với anh em là đừng cân nhắc nữa, thích thì xúc luôn đi bởi vì con này nó ngon thật. Ok, chúng ta hãy cùng nhau nói đến lý do đầu tiên mà mình thấy rằng Galaxy Z Flip 5 đã làm tốt hơn những hãng điện thoại đến từ Trung Quốc. Thì với cái màn hình flex window này, nó đang làm đúng với cái tên của nó, đó là để chúng ta có thể flex. Các bạn hãy nhìn đi, cái số lượng thêm ở trên con Galaxy Z Flip 5 này ở ngoài cái màn hình ngoài nhá, nó là một rừng, một biển. Chưa kể là Samsung họ còn hợp tác, họ còn collab với rất nhiều những nghệ sĩ, những người sáng tạo nội dung ở trên khắp thế giới để tạo ra những cái chủ đề mới cho màn hình ngoài này của Galaxy Z Flip 5. Tức là mình có được đến với một cái khu vực mà nó trưng bày rất là nhiều những cái tác phẩm. Chỉ cần mình chạm cái điện thoại vào một cái NFC được kích hoạt là mình đã có thể sử dụng luôn cái theme đang được xuất hiện trên cái format đó rồi. Đây là một cái rất là hay mà mình thấy rằng là hiện tại cho đến tận thời điểm này mới chỉ có Samsung họ làm được mà thôi. Và đặc biệt là họ tiên phong nó trên con Galaxy Z Flip 5 này. Và các bạn thấy không, cái khẩu hiệu năm nay của Samsung đó là Joy the Flip Side cũng là cho thấy rằng họ đầu tư cực kỳ nhiều vào Galaxy Z Flip 5. Mình chỉ nói như vậy thôi, còn đâu những cái thứ khác liên quan đến cái việc là chúng ta có thể thao tác ở màn hình ngoài như thế nào này, rồi là nhắn tin bằng bàn phím full size hay là sử dụng YouTube, Netflix thì mình sẽ không đề cập đến quá nhiều nữa nhá, bởi vì các bạn đã biết những cái đó rồi, không các bạn lại bảo là mình chém gió quá. Cái thứ hai mình còn nói đến ở đây đó là về cái mặt phần mềm. Ok, có ứng dụng hỗ trợ là một phần rồi, nhưng mà phần mềm nó phải chạy ngon, các bạn không bị lỗi thì chúng ta dùng nó mới sướng, đúng không? Thì may quá con Galaxy Z Flip 5 này nó làm được. Bởi vì là mình đã từng sử dụng con Motorola RAZ 40 Ultra hay là kể cả những chiếc điện thoại khác đến từ Trung Quốc thì nó chỉ chạy được YouTube này cũng như là Netflix một cách ngon lành nhất nếu như mà chúng ta sử dụng với những ứng dụng ở bên thứ ba. Đó là với trường hợp của hai con điện thoại đến từ Trung Quốc nhá. Còn con Motorola RAZ 40 Ultra thì nó có chạy được YouTube thật nhưng mà đôi khi nó vẫn xảy ra một vài những cái lỗi. Nhưng mà Galaxy Z Flip 5 thì nó không bị cái điều đó, chạy các thứ là rất là ngon lành cành đào. Và cái mình đánh giá cao ở đây là cái giao diện của nó rất là giống với cả cái màn hình chính, nó chả khác cái gì cả. Tất cả những thao tác của mình, ví dụ như là vuốt ra, vuốt vào, vuốt từ hai cạnh này để back về hoặc là mình comment các thứ thì nó đều y hệt như là màn hình ở bên trong. Nhiều bạn sẽ bảo là cái tính năng này nó chả có gì hữu ích bởi vì là người ta xem thì người ta xem xử cái màn hình trong, xem màn hình ngoài làm quái gì. Nhưng xin thưa với các bạn là các bạn phải dùng cái máy này đi thì các bạn mới phát sinh nhu cầu, chứ còn nếu mà nhìn qua video thì các bạn khó cảm nhận thấy những cái hay ho của nó lắm. Đương nhiên là cái sự liền mạch ở trong cái giao diện của máy thì nó vẫn chưa được thực sự là hoàn toàn khiến cho mình cảm thấy hài lòng 100%. Ví dụ như là nếu như các bạn không có YouTube Premium nhé, mà các bạn đang xem một cái short ở màn hình ngoài chẳng hạn và các bạn mở ra màn hình trong, ngay lập tức cái short đó nó sẽ không tiếp tục mà nó sẽ tua về cái giây đầu tiên. Đấy, thì đây là những cái mình thấy là chưa thực sự là liền mạch trong cái trải nghiệm của mình, nhưng mình tin là Samsung sẽ có thể tiếp tục khắc phục được. Cái nữa ấy, đó là các bạn vào phần cài đặt và chọn cho mình chỗ phòng thí nghiệm thì các bạn sẽ thấy rằng chúng ta có khá là nhiều những cái tùy chỉnh cho Galaxy Z Flip 5 và đây là những tùy chỉnh chuyên sâu. Ví dụ như là khi các bạn gập đôi cái máy lại thì cái phần màn hình bên trên nó sẽ hiển thị nội dung, còn màn hình bên dưới nó sẽ hiển thị các cái chức năng. Ví dụ như là các bạn xem YouTube thì có thể tăng giảm độ sáng này, hoặc là mọi người có thể tua đi tua lại, thì mình thấy cái đấy là nó cũng rất là hay. Và đây là một điều mình đánh giá cao ở Samsung so với những hãng điện thoại đến từ Trung Quốc khác. Còn chưa kể là những cái ứng dụng mặc định của Samsung nhá, khi mà chúng ta gập đôi lại thì nó cũng có thể sử dụng được ở dạng là chia đôi màn hình, chứ nó không bị giới hạn như những cái hãng điện thoại đến từ Trung Quốc. Hay nói qua một chút về mức giá của Galaxy Z Flip 5 vào thời điểm mới mở bán thì các bạn biết rồi, năm nào Samsung cũng set một cái mức giá như vậy, bởi vì không set mức giá như vậy thì không được. Nó sẽ không có cái tính truyền thông, nó không có tính cạnh tranh so với đối thủ khác ấy, nên họ bắt buộc phải để cái mức giá như thế thôi. Hiện tại thì mình đã có những cái thông tin tham khảo tại chuỗi hệ thống cửa hàng XT Mobile rồi. Ví dụ như ở đây thì chúng ta sẽ có chương trình đặt trước bắt đầu từ ngày 27 tháng 7 cho đến hết ngày 11 tháng 8. Đặt trước ấy thì các bạn sẽ có thể mua được bản 512GB giá bằng bản 256GB thôi. Tặng 1 năm Samsung Care Plus củ sạc 25W và trả góp 0%. Đặc biệt XT Mobile còn đang hỗ trợ cho anh em thu cũ đổi mới trợ giá lên đến là 2 triệu đồng. Và còn có thêm rất nhiều những ưu đãi khác, triệu hay là Z Flip 5 25.590.000 đặt tặng phiếu mua hàng là 3,1 triệu đồng. Đặc biệt XT Mobile còn đang hỗ trợ cho anh em thu cũ đổi mới trợ giá lên đến là 2 triệu đồng và còn có thêm rất nhiều những ưu đãi khác. Và những cái thông tin cụ thể khác các bạn có thể bấm vào cái đường link bên dưới phần mô tả và cả phần ghim comment để biết thêm những thông tin này nếu như các bạn có nhu cầu đặt hàng. Cái thứ ba cần phải kể đến đó là năm nay Samsung cũng nhấn mạnh rất là nhiều về cái này, đó chính là phụ kiện hỗ trợ cho Galaxy Z Flip 5 nó quá nhiều và nó cực kỳ bạt ngàn.
Và cái hay ở đây là phụ kiện này do Samsung trực tiếp tạo ra, chứ không cần phải chờ đến một pháp sư nào đó tạo ra xong rồi up lên Shopee, xong rồi lên Lazada để các bạn có thể mua. Ví dụ như cái này nhá, đây là một cái phụ kiện được lắp iRing mà Samsung họ tạo ra cho con Galaxy Z Flip 5 này. Đó là mình còn chưa kể đến những cái phụ kiện như kiểu là ốp nhá, ốp NFC ấy, mà chúng ta gắn thẻ sau lưng và cái thêm ở cái mặt màn hình trước này nó đổi màu luôn. Đấy là cái mình đã giới thiệu cho các bạn trong những cái video trên tay cũng như là những cái video TikTok rồi là short của mình rồi. Thì phụ kiện để hỗ trợ cho điện thoại cũng là một thứ khiến cho người dùng cảm thấy là hào hứng hơn với những chiếc điện thoại như thế này, đặc biệt là điện thoại gập. Điện thoại gập thì nó sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy hơi băn khoăn, bởi vì là kiếm đâu ra phụ kiện bây giờ. Thì Samsung đã giải quyết điều đó rất là triệt để với Galaxy Z Flip 5. Hoặc là các bạn có thể chọn rất nhiều những cái ốp khác mà nó có dây này, có cái cầm tay này, hoặc là nó có một cái kickstand để mọi người có thể đơn giản là đặt nó lên bàn, hoặc thậm chí là có những cái ốp mà mọi người có thể đeo nó ở lên vai, xách nó bằng tay như kiểu là mọi người đeo một cái túi như một cái phụ kiện thời trang ấy. Thì đấy cũng là một cái định hướng rất đúng của Samsung khi mà hướng đến đối tượng người dùng là các bạn trẻ khi mà mua Galaxy Z Flip 5. Cái thứ tư ở đây mình muốn nói đến chính là về cái cơ chế gập mở của Galaxy Z Flip 5 và chuẩn kháng nước IPX8 của nó. Sẽ nói từng cái một nhá. Đầu tiên là về cái cơ chế gập mở đi, thì so sánh với Galaxy Z Flip 4, con này nó đã nhẹ nhàng hơn, nó bớt lì hơn so với Galaxy Z Flip 4. Nhưng cái vấn đề ở đây là Galaxy Z Flip 5 nó vẫn có thể mở được nhiều góc độ các bạn ạ. Trong một cái video mình đánh giá về con Oppo Find N2 Flip, mình đã nói rằng là có lẽ mở được những góc như thế này đã là đủ rồi. Điều này mình cũng nói tương tự như là con Vivo X Flip. Thế nhưng mà đó là trong trường hợp những cái con điện thoại đó nó không hỗ trợ cho chúng ta có thể xem được video ở màn hình ngoài, đúng không? Còn Galaxy Z Flip 5 ấy, các bạn có thể xem được Netflix ở đây, các bạn có thể xem được YouTube ở đây luôn. Nên là trong một vài trường hợp các bạn sẽ cần phải để nó dựng lên như thế này để các bạn xem. Mà khi mà đã dựng lên rồi thì đâu phải là lần nào các bạn cũng để nó nguyên một góc độ như thế, đúng không? Sẽ có lúc các bạn ngồi thấp hơn, các bạn ngồi cao hơn cái máy. Thì lúc này ấy, cái khả năng linh hoạt của cái bản lề Galaxy Z Flip 5 nó sẽ giúp được cho các bạn điều đó. Một cái điện thoại có bản lề khít nhưng vẫn có thể gập mở được nhiều góc độ thì đây là một điều mà mình thấy là Samsung đang làm rất là tốt. Còn tiếp theo ấy, chúng ta cần phải nói đến khả năng kháng nước IPX8 của nó vẫn được giữ lại ở trên Galaxy Z Flip 5. Và các bạn hãy nhìn sang những nhà sản xuất Trung Quốc khác đi, ít nhất là con Oppo Find N2 Flip được bán chính hãng tại Việt Nam, nó chỉ có IPX4 mà thôi, còn con này có hẳn IPX8. Và cuối cùng sẽ là nói một vấn đề nữa mà nhiều bạn sẽ quan tâm, đó là vấn đề về bảo hành của cái chiếc máy này. Nhiều bạn khi mà nhìn thấy điện thoại gập ý, thì các bạn rất là băn khoăn kiểu như là nhỡ nó bị hỏng cái phần bản lề này thì sao này, rồi là cái phần nếp gấp ở giữa này, tự nhiên nó xuất hiện một cái đường sọc ngang một phát màu xanh lè thì ra làm sao. Thì các bạn cứ yên tâm về vấn đề này, bởi vì là Samsung thì cũng biết về những cái lo lắng đó của người dùng, nên họ đã cho chúng ta một cái chương trình bảo hành rất là dài hạn. Nếu như mà các bạn đặt hàng trước Samsung Galaxy Z Flip 5 ý, thì mọi người sẽ có những cái đặc quyền về bảo hành. Tổng giá trị bảo vệ sản phẩm nó có thể lên đến là gấp 2 lần giá trị của thiết bị. Đó, nhận thiết bị mới khi mà bị hư hại trên 85%, miễn phí sửa chữa, giới hạn bảo hành và dịch vụ bảo hành linh kiện Samsung cung cấp chính hãng luôn. Thời gian cho phép mua Samsung Care Plus từ 30 ngày lên đến 60 ngày và thời gian cho phép hủy Samsung Care Plus tăng từ 14 ngày cho đến là 30 ngày. Đấy, thì đây là những cái thông tin mình tìm hiểu được, chứ mình có chả có quảng cáo gì đâu. Bởi vì là người thân của mình cũng rất là muốn mua con điện thoại này, nên mình tìm hiểu những thông tin đó và gửi đến cho các bạn luôn. Thì đó là 5 cái lý do mà mình thấy rằng là Samsung đang có lợi thế rất là lớn so với những cái hãng điện thoại khác đến từ Trung Quốc, ít nhất là tại thị trường Việt Nam của chúng ta. Tất cả những thứ liên quan đến bảo hành này, rồi là cái tính năng nội tại của con máy, thì Galaxy Z Flip 5 nó đang làm tốt. Đương nhiên nó chưa phải là một con điện thoại gập hoàn hảo, bởi vì các bạn nhìn đi, cái nếp gấp của nó vẫn còn hằn khá sâu so với những gì mà Motorola Razr 40 Ultra hay là Oppo Find N2 Flip có thể làm được. Thế nhưng mà Samsung họ đang đi đúng hướng, có thể là nó không quá nhiều nhưng nó vẫn là tốt hơn, thì mình nghĩ là Samsung vẫn đang đi theo những cái này. Và cái mà Samsung đang hướng đến đó là cái tính ổn định trong cái trải nghiệm của người dùng, chứ không phải là những cái thay đổi kiểu nó hoành tá tràng xong cuối cùng là người dùng người ta sử dụng một thời gian là lỗi tùm lum tè le ra, đúng không? Vậy thì các bạn nghĩ sao về con Samsung Galaxy Z Flip 5 này, và ngoài 5 lý do mình đưa ra, các bạn có đồng ý hay là phản đối cái gì không? Hãy cho mình biết bằng cách là comment phía bên dưới. Đừng quên là tại XT Mobile đang có chương trình đặt hàng trước chiếc Samsung Galaxy Z Flip 5 này. Thời gian đặt hàng là từ ngày 27 tháng 7 cho đến hết ngày 11 tháng 8 năm 2023. Đặt trước bản 512GB giá chỉ bằng bản 256GB mà thôi. Chưa kể là các bạn mua Z Phone 5 ở XT Mobile giá 40.990.000 thì sẽ được tặng phiếu mua hàng trị giá 5,5 triệu. Còn mua Z Flip 5 giá là 25.590.000 sẽ được tặng phiếu mua hàng là 3,1 triệu đồng. Bên cạnh đó thì những cái gói ưu đãi cao cấp khác, ví dụ như là Z Elite trị giá 8 triệu hay là những cái vấn đề liên quan đến bảo hành và các phụ kiện thì đều có mặt tại XT Mobile. Các bạn cũng đừng quên rằng là nếu như có nhu cầu thu cũ đổi mới thì XT Mobile cũng hỗ trợ cho chúng ta giảm thêm lên đến là 2 triệu đồng nữa. Các bạn truy cập đường link bên dưới phần mô tả và cả phần ghim comment để biết thêm thông tin chi tiết. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài đánh giá chi tiết về Samsung Galaxy Z Fold 5 và Z Flip 5 ở trên Vật Vờ Studio, hoặc cũng có thể là Rương Công Nghệ.